Dù can to hay can nhỏ, dù thương hiệu nào sản xuất thì hàng hóa cũng thưa thớt tại các kệ bán dầu ăn tại siêu thị ở Barcelona, Tây Ban Nha. Hiện tượng này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn khi cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Tôi nghĩ rằng mọi người đã mua tích trữ dầu ăn vì sợ mặt hàng này ngày càng khan hiếm hơn. Làm tôi nhớ đến cảm giác siêu thị bị vét sạch giấy vệ sinh hồi dịch COVID-19 mới bùng phát. Muốn cảm nhận rõ nhất tác động của việc khan hiếm dầu ăn thì phải ghé các nhà hàng trên phố. Cửa hàng bánh của ông Javier chuyên phục vụ một bánh quẩy chiên ngập dầu truyền thống của Tây Ban Nha. Khan hiếm dầu ăn đẩy giá tăng cao khiến ông đau đầu với bài toán chi phí. Năm ngoái tôi mua dầu ăn có 0,8 euro một lít thôi, giờ đã là 2,6 euro mỗi lít, tăng 300%. Bột mì tăng giá, rồi giờ là dầu ăn. Chi phí quá cao khiến việc kinh doanh không có lãi. Xung đột tại Ukraine cũng khiến các nhà sản xuất tại châu Âu lao đao. Nhà máy này nhập khẩu dầu hướng dương từ Ukraine để chế biến thực phẩm. Chiến sự nổ ra, nguồn cung bị cắt đứt khiến việc sản xuất hoàn toàn ngưng trệ. Tôi năm nay 60 tuổi, đã kinh doanh trong nghề hơn 40 năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một cuộc khủng hoảng ở mức độ sâu rộng như thế này. Chúng tôi đang vất vả tìm kiếm nguồn cung khác thay thế. Việc tìm nguồn cung khác cũng không phải là dễ. Chiến sự tại Ukraine làm chao đảo thị trường dầu hướng dương toàn cầu, đẩy giá các loại dầu ăn từ thực vật khác lên cao. Dầu ăn từ dầu cọ được tiêu thụ phổ biến. Indonesia là nước có sản lượng dầu cọ lớn nhất toàn cầu, nay tuyên bố ngừng xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung trong nước. Giới phân tích dự báo tình trạng khan hiếm dầu ăn sẽ còn diễn biến phức tạp trong ít nhất là vài tháng tới.